Nối tiếp tập đoán logo, tập 2 của Nhanh Trí Quay đã chính thức lên sóng rồi đây. Đừng quên đường đua top vinh danh vẫn đang chờ những gương mặt ưu tú xuất hiện. Hãy bình luận nhiệt tình để coi mình có xuất hiện ở cuối video không nhé. Đây là logo của thương hiệu nào? Logo thương hiệu bánh Tipo. Logo tiếp theo thì sao? Là Nabati đây mà. Logo một trò chơi nè. Logo phở G-Fi. Logo Koji này thiếu gì? Đó chính là chữ Y trong Koji. Logo của một thương hiệu bánh. Ngon ghê ta. Ngày xưa coi cầm nhảy không ạ? Quảng cáo này của Bim Bim nào nhỉ? Nhìn hình dáng là biết Oishi Snack bắp ngọt rồi. Oishi Snack bắp ngọt, ngon mê ly, vui diệu kỳ. Đây là logo nào? Logo của trà C2. Logo nước uống này là gì? Trà không độ. Bạn thích trà C2 hay không độ hơn? Loại nào cũng ngon hết á. Nhưng nước nào uống ngon hơn cần các bạn bình luận nè. Logo tiếp theo thì sao? Đó là Lipton. Đây là logo gì? Logo của thương hiệu trà sữa Gongcha. Ui, mong chờ mãi, Gongcha cũng chính thức cho ra mắt món mới kết hợp giữa trà sữa và kem trà sữa rồi nè. Vị trà đậm đà hòa cùng kem béo béo uống cứ gọi là thơm ngọt mát lịm. Đã có bao nhiêu logo rơi xuống? Mắt mới thấy 15 logo đã rơi xuống thôi. Biểu tượng này là của siêu anh hùng nào? Tôi không nói đáp án đâu. Ai biết bình luận đi để lên top vinh danh nào. Logo tiếp theo là gì? Là Vi Phong nè. Còn đây là logo gì? Game Liên Quân. Chào mừng đến Bình Nguyên Vô Tận. Logo game gì vậy ta? Taxi Mobile. Hãy tìm của tranh khác biệt nhất. Quả tranh đó đây rồi. Logo của hãng sữa nào? Logo sữa cung có làm khó bạn không? Đâu là sữa cung sô-cô-la Yến Mạch nhỉ? Em nó đây rồi. Ai mê sữa cung bấm like video điểm danh đi nào. Đây là logo gì? AFC. Bạn hãy nhìn thật kỹ các logo sau đây. 3, 2, 1, go! Mời chị edit lật lại lại logo này. Đâu là vị trí của sữa cun nhỉ? À, sữa cun ở vị trí số 5 nè. Đây là logo gì?
Nước Dasani. Đây là logo của thương hiệu nào? Thương hiệu LG. Đây là logo gì? Thạch rau câu Long Hải. Thật gì mà ngon ngon thế? Xin thưa rằng thạch rau câu nhé. Long Hải thạch rất là ngon. Long Hải thạch rất là thơm. Đây là logo gì? Có lay xây sườn. Logo tiếp theo là gì? Logo 7 up. Đây là logo gì? Ozeon. Bao nhiêu loại bánh dưới đây thuộc công ty Ozeon? Có 4 đồ ăn vặt quen thuộc nè: Bim Bim Mosta, Margin Boy, Choco Pie và bánh trứng cút tác. Đây là logo của thương hiệu nào? Netflix. Đây là logo gì? Pizza Hut. Logo tiếp theo là gì? Vietnam Airlines. Đây là logo gì? Lotte. Đâu là logo Nike pha ke lọt vào đây? Logo giả đây rồi. Yeah! Đây là logo nào? ChatGPT. Chai nước này của tên là gì? Là Aquafina của Pepsi. Logo tiếp theo là gì? Ai dùng iPhone sẽ biết đến iTunes nè. Đây là logo gì? Cholimet. Tương ớt Cholimet, xuất xoa vị cay tự nhiên. Cholimet Food, gia vị cuộc sống. Ba chai nước này thiếu logo của thương hiệu nào? Đồ chỉ bút. Đánh thức vị giác với nước trái cây và yến mạch bổ dưỡng. Nutriboost, nạp dưỡng chất bậc phong độ. Đây là logo gì? Đó là Tito Lớp. Trà ô long xanh, xanh mới xứng. Logo tiếp theo thì sao? Instagram. Đây là logo gì? Marvel. Đây là logo nào? Android. Bạn là fan của hệ điều hành Android hay iOS? Bình luận tên hệ điều hành bạn đang dùng, lại còn được vinh danh trong tập tiếp theo nữa. Quá chất luôn. Logo tiếp theo là gì? Fit Table, hãng sô cô la của anh Mr. Beast nè. Ngon nha. Rất ngon nha. Wow. Đây là logo gì? Wikipedia. Logo tiếp theo thì sao? Gia
rạp chiếu phim Beta Cinema. Logo nào đang bị ẩn đi vậy nhỉ? Game Mai Cờ Giáp. Đây là logo của thương hiệu nào? Thương hiệu giày Vang. Đây là biểu tượng siêu anh hùng gì? Batman. Logo Batman đang nằm trong chiếc hộp nào nhỉ? Chiếc logo ấy đây rồi nè. Đây là logo nào? Google Maps. Đây là logo gì? Ở Mong Ước. Logo tiếp theo là gì? Honda. Đây là logo của thương hiệu nào? Puma. Liệu ai có đôi mắt tinh tường của Zikit? Thế thì phải tìm được hàng pha ke cơ. Sao mà hay fake quá vậy? Chỉ có đôi giò này chuẩn hàng ao mà thôi. Gói bim bim này thiếu logo nào? Có bim bim này là Coca. Đây là logo nào? Osta. Đây là logo gì? Chanel. Cùng là những gương mặt ưu tú được vinh danh trong ngày hôm nay vì những bình luận tuyệt vời mà bạn đã dành cho Nhanh Trí Wild. Cảm ơn các bạn đã xem video của Nhanh Trí Wild. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho chúng mình nhé. Yêu tất cả các bạn nhiều nhiều.